Channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là trong tháng 8 này thì mình đã có những cái hạ phẩm gì mới và mình yêu thích những cái sản phẩm nào nhất ha. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau xem cả những cái bucket màu nước bé bé xinh xinh này ha các bạn. Ok, đây là những cái màu nước thuộc dòng màu của Parupen. Các bạn có thể mua nó ở quả phẩm The Art Shop trên đường Âu Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình sẽ để địa chỉ ở phía bên dưới phần description ha. Ở đây thì mình có 3 mã màu tách lớp là màu B112, E106 và B214. Thật ra thì nó có tới 4 mã màu lận, nhưng mà mình thích 3 mã màu này nhất, cho nên là mình đã chỉ đặt mua có 3 mã màu này thôi ha. Còn bạn nào muốn mua thêm thì các bạn có thể lên trang web của shop để mà đặt mua ha. Ở đây mình cũng có một cái xà phòng chuyên dụng để mà rửa cọ nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng review chi tiết vào ha các bạn. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một tờ giấy sẵn rồi nè. Mình sẽ test thử những cái màu nước tách lớp này cho các bạn xem ha. Đầu tiên là màu B112. Màu này thì nó chỉ tách lớp khoảng trung bình thôi, nó phải tách lớp khoảng 3 màu. Thì mình sẽ để cái hình nho nhỏ bên trên để cho các bạn thấy là cái màu khi khô lại nó sẽ tách lớp như thế nào ha. Đấy thì nó sẽ tách lớp một cái màu khá là đẹp, pha giữa đen, màu hơi nâu và màu xanh xanh một xíu. Nếu mà các bạn mua về các bạn có thể xem thử xem mà màu có đẹp hay không. Tiếp theo là màu mình thích nhất chính là dòng E106. Màu này thì tách tương đối là cao, nó tách tới khoảng 3-4 màu luôn. Các bạn có thể thấy ở trên cái hình mình minh họa ha. Và nó tách khá là đẹp luôn, mình cực kỳ thích cái màu này luôn các bạn. Mặc dù nhưng mà mình đã tích tiền để mà mua cái màu này, bởi vì cái dòng E thì nó tới gần 200 ngàn nữa các bạn. Tiếp theo là màu Parupen B214. Màu này thì là màu tím và nó có tách lớp cũng rất là xinh. Nó tách lớp vừa màu tím và màu tím xanh và màu tím đỏ luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy thì hiện tại thì mình có 3 cái mã màu này thôi. Ước mơ của mình là mình sẽ mua full một tiếp 18ml. Nhưng mà thật sự là nó rất là đắt và 18ml thì rất là lớn các bạn. Ok, các bạn có thể mua ở hạ phẩm The Art Shop ha. Tiếp theo là cái xà phòng rửa cọ mình dùng để mà rửa những cái cây cọ của mình đó, nhất là với cọ lông đó, thì để mà các bạn giữ gìn cây cọ của mình đó, thì các bạn có thể xài cái xà phòng rửa cọ này. Một cái hũ này chỉ có 15 ngàn thôi ha, để mà đảm bảo cho chất lượng của cọ mình được tốt. Tiếp theo là mình có mua một tuýp màu A, dòng A của Parupen. Tuýp màu này thì có giá là 65k. Đối với lại dòng A thì mình vẫn có cơ hội đầu tư, bởi vì dòng A thì nó vẫn khá là rẻ. Với những dòng khác của Parupen thì nó sẽ mắc hơn rất là nhiều, nên là mình sẽ mua từ từ. Đây là màu A206 ha các bạn, đó là màu bay, màu nó hơi xanh đen một xíu. Mình sẽ cùng nhau nhìn lại những cái màu ở bên dưới này ha. Rất là đẹp, màu tách lớp mình cực kỳ yêu thích những màu tách lớp của Parupen luôn. Và mình yêu thích đến nỗi mình đã mua một cái bucket lớn và một cái bucket nhỏ nữa. Lần này là lần thứ 2, lần thứ 3 gì đó. Rồi mình mua những cái bucket màu nước như vậy ha. Rất là đẹp luôn, mình cực kỳ thích những cái này. Nó làm cho tranh mình nó ảo diệu hơn á. Các bạn nào muốn tranh nó trông có vẻ lung linh ở các kiểu thì các bạn có thể sử dụng những cái màu này ha.
Bình thường thì mình sẽ pha màu E106 này với lại cái màu tuyết của mình á, để mà cho ra cái màu xanh đen, và nó sẽ nhiều khi nó sẽ còn tách lớp nhiều hơn nữa thì nó sẽ càng đẹp hơn. Ok, các bạn nếu mà muốn mua thì có thể ghé The Art Shop ha. Mặc dù mình không có quảng cáo đâu, thật sự là mình không có quảng cáo đâu các bạn. Pocket màu nước mình được tặng từ chị Vĩ Nguyễn nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Mình được tặng từ hồi từng mấy tuần trước lận, nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội làm video cho các bạn. Thì pocket này thì có rất là nhiều màu ở trong đây, Winston Newton Brown nè, Daniel Smith nè, Kusakabe, Mezilo Gold, rất là nhiều màu luôn. Và rất là cảm ơn chị đã tặng cho mình, cho em nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Mình thì mình khá là thích những cái màu tone nóng của Mezilo Gold và cái màu của Daniel Smith ấy, thì mình rất là thích rồi, mình xài rất là nhiều. Còn những cái màu lạnh đó thì thực sự là mình không có xài nhiều cho lắm. Pocket thì rất là xinh luôn các bạn. Cái màu có một số màu thì nó đã hơi bị khô một xíu rồi, đó là cái màu của Kusakabe, mà không biết tại sao nó khô vậy luôn. Ý là có lẽ là do hai cái màu đó nó khô như vậy, nó là cái chất màu nó là như vậy. Còn những cái màu khác mình thấy nó vẫn rất là ổn, kiểu vẫn còn rất là trong mức. Hai cái này các bạn có thấy mình xài trong những cái hai cái video trước vẽ hai cái bức tranh này nè. Đó thì mình xài cho những cái vùng sáng của hai bức tranh này, thì xài nó highlight lên theo kiểu dạng highlight lên đó các bạn. Thật ra thì mình xài khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là sách lít thì mình không có đầu tư nhiều cho nó. Mình xài chủ yếu màu cũ rồi, hình như là cái mực của nó ra nó cũng không có còn tốt như trước nữa. Có lẽ là mình sẽ suy nghĩ đến việc đầu tư một bộ sách lít mới gì đó, cái kiểu mình phải chờ thôi. Ok, tiếp theo là cây nói bút chì mà mình mua ở The Art Shop, cũng là một lần trước mình mua luôn. Thì cây này rất là tiện, khi mà các bạn xài bút chì mà cần hết thì các bạn có thể nói vô các bạn xài. Như mình thì mình hay xài những cây bút chì gọt á, thành ra là mình sẽ xài cái này để mà nó cầm thoải mái hơn khi mà mình vẽ hết các bạn. Đấy thì mình đã đầu tư luôn. Cái cầm thì sẽ nó sẽ nối dài cái chì mình ra, không có bị ngại tay các bạn. Tiếp theo là hai cây cọ đã xuất hiện trong hai video vẽ tóc lần trước của mình. Một cây là cây cọ Bạch Vân và một cây nữa là cây đập tuyết tầm mai. Các bạn đã nghe mình nói không khoảng 3 video rồi. Và có nhiều bạn hỏi mình là hai cây cọ này là cây cọ nào, mình sẽ trả lời luôn ha. Thì cây đập tuyết tầm mai này á thì nó cũng dài khoảng một đốt ngón rưỡi của mình ha. Đầu cọ thì nó không có được, bây giờ nó khá là sơ sát rồi các bạn, tại mình xài nhiều á. Lại thân cọ mình ngâm nước nhiều nó cũng đã hơi tróc sơn một xíu rồi. Cây đạp tuyết tầm mai ha, cây này thì mình xài cảm thấy nó vẫn còn khá là tốt, nhưng mà cái đầu cọ của nó thì bây giờ nó hơi bị đơ một xíu. Cọ thì ngâm trong nước lâu thì vẫn không có bị tróc sơn gì hết, có nghĩa là chất lượng của nó dĩ nhiên là tốt hơn cây cọ Bạch Vân rất là nhiều rồi, bởi vì nó tới 100 mấy lần, còn Bạch Vân thì chỉ có 4 mấy ngàn thôi. Mình thì mình thường hay sử dụng cái xà phòng rửa cọ này nè để mà rửa cho cái đầu cọ này nó được sạch sẽ hơn ha. Cây Bạch Vân và cây đạp tuyết tầm mai thì cái đầu cọ nó dạo này mình chưa có rửa nên nó hơi dơ một xíu, không sao kệ nó. Mình sẽ rửa sau tiếp. Theo là lẫn loại giấy mà mình yêu thích nhất. Đầu tiên sẽ là màu giấy vẽ màu nước ba hông. Giấy này thì có định lượng là 300 và vân mình xài là vân hot red. Giấy lúc nãy mình test cho các bạn thì cũng xài giấy này luôn ha. Cái giấy này thì mình cực kỳ yêu thích vì nó là vân hot red và nó khá là láng cái cảm giác sketch. Khi mà mình sketch thì nó cũng rất là mượt mà, ăn chì, và khi mà mình tô màu nước trực tiếp lên thì chì cũng không có bị lem ra các bạn. Đây thì giấy này là định lượng 300 và 100% cô tông ha. Kích thước của nó thì nó hơi to một xíu và nó lỡ kiểu B giấy kiểu kích cỡ của cả B4, B3 gì đó, nó hơi lỡ một xíu, thành ra là mình xài thì mình phải cắt lại nó ha các bạn. Ở đây thì mình cũng có mua một cái dòng khác, đó là dòng giấy ba hông professional mà dạng sketch á. Cái loại giấy này thì mình cũng vừa mới mua, nhưng mà mình thật sự là mình không thích cái kiểu nó lắm. Khi mà mình inbox mình hỏi shop thì shop nói là đây là phân hot red, nhưng khi mà mình đến tay mình thì mình thấy là nó là phân cool red. Mình thì đó giờ mình không thích cái đoạn
cool red cho lắm, mình thích hot red thôi. Như là mình đã pass lại cho một bạn khác ha. Thì đối với cái bao hông 300g hot red này á, thì nó khá là láng mượt luôn và loang màu, cảm giác rất là mượt mà luôn ha. Các bạn có thể thấy nó có thể cho hiệu ứng loang màu và không có bị viền màu nhiều. Đấy thì màu cho lên cũng khá là tươi sáng, mượt mà, và nó khá là ăn màu luôn, lên màu thì cũng không có bị nhạt tone hay là quá đậm kiểu. Thì mình á thì mình hay xài cái loại giấy này. Dạo gần đây thì mình cực kỳ thích luôn và mình vẽ commission trên cái loại giấy này luôn á. Giấy này là giấy 300g, các bạn có thể vẽ ở trên cái mặt láng nha. Đây là một bức commission mới nhất của mình. Mình vẽ trên cái loại giấy này luôn thì nó sẽ cho ra được cái hiệu ứng loang màu rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn có thể thấy là ở cái phần váy của mình đó thì mình sử dụng cái giấy này thì nó cho ra cái hiệu ứng loang màu rất là tuyệt vời. Nhiều bạn hỏi mình là mình loang màu với cái bạn váy này như thế nào, thì chủ yếu là do cái hiệu ứng của giấy thôi chứ cũng không phải là nó quá là ấy như thế nào đó. Bởi vì một số màu khác á, khi mà loang trên giấy á, thì nó sẽ bị nó hơi viền màu cái kiểu á, và nó không có được mượt mà, thì giấy này sẽ làm cho cái màu mình lên nó sẽ mượt mà hơn ha. Tiếp theo là check hot red 300. Giấy này là cái loại mà mình đã vẽ trong hai video vẽ tóc lần trước cho các bạn ha. Thì giấy này thì nó cũng có những cái đặc điểm loang màu cũng khá là tốt ha. Kiểu nó loang màu nó sẽ auto làm mượt cho mình luôn á. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái vệt nó hơi bị viền màu một xíu. Giấy này thì khi mà các mình vẽ thì các bạn sẽ thấy là kiểu mình kiểu vẽ rất là kiểu street style và không theo nguyên tắc nào hết á, mà mình vẽ kiểu vẽ hơi ẩu một xíu, chính xác là mình vẽ hơi ẩu một xíu, nhưng mà nó sẽ hòa tự động hòa màu lại dùm cho mình khi mà mình flame những cái màu khác nhau, tự động hòa màu lại thì nó cũng cho ra những cái hiệu ứng khá là tuyệt vời ha. Mình cũng rất là thích cái loại giấy này. Thì mình thì dĩ nhiên là Jack thì không có ai mà phủ định về cái chất lượng của nó hết đúng không. Thì đây là những cái sản phẩm yêu thích nhất của mình trong tháng 8 này. Và mình sẽ làm video gì tiếp theo thì hy vọng các bạn sẽ gửi cho mình trong cái phần bình luận bên dưới ha. Ok, video của mình đến đây là hết. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video mới vào tuần sau ha. Bye bye.